Đứng mày. Sao đang khóc gì vậy? Khi đi ra đường nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của bạn. When I play this record. Virus Corona. Có một cô bán bánh rán mặc áo màu vỏ đỗ, đeo túi LV nhưng không đeo khẩu trang ở tòa độ 20. Ok. Alo, đội phản ứng nhanh. Có hai thanh niên mặc bộ đen, một thanh niên không đeo khẩu trang ở tòa độ 51 Z3Y7. Alo, nghe rõ không? Ok. Ok. Chúc hai mình nha. Chúc mừng năm mới. Ôi cảm ơn nha. Chúc mừng năm mới. Yeah.